Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Lo lắng chỉ là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Bạn có thể nhớ, chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi, cũng đừng quên, nỗi đau và thử thách cũng đều tuân theo quy luật này. Người ta hay bảo, đẹp trai không bằng trai mặt, cố gắng hoài cuối cùng cũng sẽ được, vì cứ đứa nào nhây, đứa đó sẽ thắng. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Đừng nhầm lẫn tính cách của tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Đừng nghĩ có ước mơ sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. Đương nhiên, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thấy thất bại đấy thôi. Nhưng cái chính là thất bại rồi đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công. Bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào. Mỗi chúng ta là một cá thể, không ai có thể giống ai được. Nên đừng bắt chước nhau làm gì, vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một mớ đồ chơi giống nhau. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ. Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn, bởi lẽ bạn chính là bạn, chứ không phải là một ai khác. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. Đừng bao giờ giao quyền mặt của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông mong vào ai. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn, chỉ vì bạn tử tế với họ thì cũng giống như việc bạn trông chờ vào con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn gì không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều: chó sủa khi gặp người lạ. Đôi khi không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn thì thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác. Chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không.